con thuộc bài đấy không? Con hát được bài đấy không? Con ăn xong rồi con mới hát. Dạ. Con bố Đức ăn xong rồi mới hát đây. Nó hát nhiều bài lắm đây. Nó sẽ hát nhiều bài để cho cả nhà nghe đây, cho cụ nghe đây, cho bố cho mẹ nghe đây. Đấy, con bố Đức đấy. Ăn xong rồi hát nha, ăn xong rồi hát bài bà ơi bà cháu yêu bà lắm. Đấy, nó ăn xong rồi nó hát đấy.